Có ai biết rằng có nhiều những sinh viên là nam thanh nữ tú sành điệu được ăn học đàng hoàng, nhưng đằng sau họ lại là những gia cảnh khó khăn. Để chạy theo sự hào nhoáng giả tạo, họ phải che giấu thân phận. Nhưng đau lòng thay, khi đối diện với thực tế, có người đã chối bỏ gia cảnh của mình, gây bao tổn thương cho cha, cho mẹ và gây bức xúc trong dư luận. Tình huống của camera giấu kín ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện như thế. Tại cổng trường Đại học Du lịch, người ta nhìn thấy một người đàn ông quê mùa đang đi tìm con. Chị có thấy có một cháu nào như thế này không ạ? Cháu nhà tôi nó học ở đây, nhưng mà lâu nay không gặp được, gọi điện thoại nó không nghe. Đây đây đây, tôi có số điện thoại nhờ chị gọi hộ giúp. Cháu gọi giúp bác. Người phụ nữ bán nước này có vẻ không quan tâm lắm tới người đàn ông này. Cái bác lâu nay gọi không được. Bác tên là gì? Ngài tên là Ly. Về Tết à? Mà không về ăn Tết, tôi mới phải đi. Ly à? Đi vào đây. Ly, em ra ngoài. Một cô gái ở gần đó đã giúp đỡ người đàn ông này để gọi điện cho cô con gái. Tuy nhiên, ông bố lại dặn không được nói là ông lên tìm. Chị đang ở trong trường. Cô con gái đã xuất hiện và vô cùng ngạc nhiên khi thấy bố mình. Ôi con ơi, bố đến đây làm gì? Bố đi tìm con suốt từ Tết đến giờ rồi. Bố ra ngoài sao không đi cái đôi giày và quần áo đi giúp sạch này? Con ăn Tết ở đâu? Con ăn Tết ở đây, vừa mới đi du lịch với các bạn về. Con ngồi đây uống nước. Bố gọi điện là được rồi, tại sao bố lên làm gì? Con ngồi đây uống nước thì con khỏe không? Con lại bảo là con không vấn đề gì cả. Ôi con. Những người xung quanh dường như rất ngạc nhiên trước thái độ của cô gái đối với bố của mình. Ôi bố mẹ nhớ con lắm. Rồi tại sao thế? Chứ đâu phải lúc nào cũng về được, lúc nào cũng gọi điện được. Tại sao không về? Mình không rủ ôi đây. Mà đừng viết thư nữa. Mẹ con gửi đây này. Quả lên cho con. Bố mang về đi. Đây cầm trứng mà cầm trứng mà tầm bố. Bố mang về đi, không nhớ đâu, bạn bè nó nhìn thấy nó ngượng lắm. Ngượng cái gì? Con bảo là bố gửi đây 1-2 triệu cơ mà. Ôi con ơi, bố mẹ bán hết thóc. Thế bố mẹ bán được có mấy trăm nghìn thôi. Từ đây xong rồi thì bố đi rồi. Bố mẹ không yên tâm đâu, khổ lắm. Chết. Cười mắc người ta. Đấy. Mua cho bố về đây dày luôn đấy thì tốt. Bố lên đến đây thì cháu cũng khổ. Cháu đã bảo là ông không phải lên đâu. Bác ạ, tôi có mỗi... Con mẹ, bố mẹ nào mà chả nhớ con. Cháu lại đối xử với bố cháu. Con ơi, quê mà mang các đồ đoàn lên cho con, cho cháu cũng là cháu đi về đi sợ xấu hổ. Đây trứng gà nhà đẻ, nhưng mà con ăn, con bổ dưỡng đi, để con gầy này bố thương lắm. Bây giờ trên này không ai ăn cái này nữa. Sợ không ăn. Đưa bố con về nhà trọ, thế vào xin đi mua báo cho em có mình. Bây giờ bố còn đã uống nước đây chưa, rồi còn trả tiền nào? Ông vừa mới đến đây chưa đâu. Tôi vừa đi suốt từ sáng, bố chưa ăn cái gì cả. Bố chỉ mong được gặp con thôi. Bố lúc đi xong bây giờ về nhà trọ lấy quần áo rồi về thăm mẹ mấy hôm thì con lên. Tình huống thứ hai diễn ra tại cổng trường sân khấu điện ảnh Hà Nội. Chị ơi, chị cho tôi hỏi thăm. Chị có hay gặp đây để con gái tôi lâu nay gọi không được. Chị trông thấy cháu có hay ra đây không? Bạn này học ở đây mà. À thế à? Vâng. Thế cháu có hay ra đây không? Cách đây mấy hôm này thì cháu ngồi bên này uống nước, cháu ngồi ăn bún đậu. Cháu cô bé này thì nó hay uống nước nên ăn bún đậu đấy. Bác có số điện thoại à, đây, cho tôi gọi. À đây có số điện thoại, tôi cũng không biết là đây đây. Nhờ cháu gọi hộ bác ấy. Tôi gọi nó không trả lời. Thế mang đến đây tiếp tế hay sao đây? Vâng ạ. Mang đây tiếp tế cho con gái yêu quý đúng vâng, không? Vâng, vâng. Cả nhà tôi có mình cháu thôi. Alo Ly à? Ra cổng trường có người gửi quà cho em nhé. Ừ, có người gửi tiền.
Thế cả xã của mình nó thi vào đây thôi mà nó đỗ đấy. Suốt từ Tết đến giờ nó không về ăn Tết làm cho cả nhà cả. Mong bác ạ. Người cha có lẽ rất tự hào và hãnh diện vì cô con gái của mình. Cô con gái đã xuất hiện. Ôi, cái gái à? Ôi trời ơi, con. Ơ kìa, con. Ôi trời ơi. Con đã bảo bố bao nhiêu lần là đừng có gọi là gái không. Sao đây? Tên còn Linh mà. Tên mày là gái con. Đây, uống nước đi. Gọi đi lên thăm kiểu gì, quần áo thì rách dưới, không đi nổi đôi giày vào. Thì nhà còn gì nữa đâu, bây giờ còn có mấy tạ thóc bán đi để mang tiền lên đây cho con đấy. Có, nhưng được có mấy trăm nghìn thì bố mang lên hết cho con. Bảo bố là chỉ 1-2 triệu lên mà mang mấy trăm nghìn lên để làm. Bây giờ bố lại đào đâu ra? Một vài trăm nghìn là bán hết cả thóc rồi. Đưa đây xong rồi bố đi về, nhỡ đâu bạn ra nhỉ? Cách ứng xử của cô con gái có lẽ là mọi người đều không khỏi sửng sốt. Con về cho mẹ con mừng. Tốt nhất là bố cứ gửi tiền lên, gọi điện thoại lên là được, không cần phải gửi thư. Và bố đừng có gọi cái tên gái gái gái. Bây giờ ở đây các bạn gọi là Ly, bố vẫn giận bố như thế rồi. Bố nhà. Đi về đi. Đi về đâu bạn bè nó ra. Ra kệ nó. Bây giờ bố đi về đi. Không. Tôi bảo ông đi về không, khổ quá. Đi. Ông đi về đi. Thôi. Bố đi về đi. Chứ gà gà nhà đẻ đây. Ở đây không ai ăn đâu. Không, đây là của nhà đây. Không có thời gian mà ăn bố. Còn mang về bồi dưỡng. Đi. Mang về cho bạn con. Không, cái này bố mang về đi. Mang về cho mẹ. Mang về. Đây của nhà con của con. Không lấy. Bố đưa cho con quà mà con. Con đưa bố về nhà trọ cho bố yên tâm. Ông bố ra xe đi về. Con gọi điện thoại về báo cho mẹ biết. Cho mẹ yên tâm. Đi lên không con gái chả mặc được bộ quần áo mà tử tế. Không đi dép lê, mặc áo rách. Bố làm gì còn gì nữa đâu. Chúng nó ra bây giờ. Làm gì có tiền mà sắm được. Mẹ mày thế này nhỉ? Đi về đi. Không, con có về với bố không? Cháu mà nó không nhất trí cầm như thế này thì chúng em mang về cũng được. Bởi vì ở đây là các cháu thôi. Nếu mà nó đã đi làm rồi thì chúng nó không có tiền. Không lo đâu. Bây giờ bố cứ đi về đi, đến cuối tuần thì con về. Bố nói nhiều là con không về đâu. Đưa bố về nhà trọ xong đi. Bố nhìn đi ra cảnh con ăn ở thì bố sẽ về nhà. Người bán nước này đã tìm nhiều cách để giúp đỡ và an ủi người cha. Bố đi xa con ra. Nhưng đi bố lạc thì sao? Bố biết bố đường biết lối gì đâu. Rồi bố đi xa con ra. Xấu hổ lắm. Khổ thế đấy bà ơi. Bố đi gần con. Vâng. Và sự phẫn nộ là điều không thể tránh khỏi. Máy dấu kín của chương trình tiếp tục di chuyển tới cổng một trường đại học khác. Chào cô, chào. Cho tôi hỏi thăm cái. Cô ở đây bán hàng ở đây có gặp đây là con gái tôi có trông thấy cháu này không? Gọi giúp một tôi đấy, tôi không có điện thoại. Vâng, tôi mừng quá, tôi là Linh. Nhờ anh nói giúp của tôi là cứ bảo là nhắn cho cái Ly là có người cần gặp. Chứ nó nói biết là bố nó lên thì nó có vẻ đâu mà. Alo Ly à? Đây. Ly à? Anh là bạn anh Chiểu mà. Vâng, anh chủ quán này đã rất nhiệt tình giúp đỡ người cha đi tìm con. Đưa cho anh ít tiền của bố mẹ gửi cho anh. Anh có việc mà anh gửi anh ở chỗ ấy mà. Anh có qua mà lấy này. Sau đó không lâu, người con đã xuất hiện. Là một cô gái xinh đẹp và khá sành điệu. Ôi, gái, bố đây. Ôi dồi ôi, con ơi, bố tìm con mãi. Ngồi đây. Ôi dồi ôi, con à. Tại sao lại gọi là gái? À. Bố lên làm gì? Bố lên tìm con. Bố lên tìm làm gì? Con Tết con không về thì làm sao bảo hỏi bố. Bố không đi tìm Tết con được. Tết ôi, tại sao con không về Tết? Đây, chứng với cả. Ôi dồi ôi, lên đây này. Ôi dồi ôi. Mẹ bảo mang các thứ này lên để con bồi dưỡng nhé. Trứng gà của nhà đây. Bố mang về không, đi. Mẹ ở nhà rất lo con. Con gầy này. Mấy cái này lên để làm gì? Đây có ai ăn đâu. Mang lên để con bồi dưỡng. Khổ lắm, mẹ bảo là không mang lên cho con thì con lấy gì con ăn. Gầy người đi mẹ xót. Vừa mới đi về xong rồi người ta gọi điện tưởng gửi tiền ra đi ra đây lại kêu.
bố cũng mang tiền cho con đây, nhưng mà nhà bán hết thóc thì mới được có mấy trăm nghìn thôi. Con bảo bố gửi 1-2 triệu lên, bố mang mấy trăm lên để làm gì? Bố làm gì còn tiền nữa, bán hết mới được có mấy trăm nghìn thôi. Thôi con ạ. Tuy nhiên, khi chứng kiến cách ứng xử của cô gái với cha của mình, không ít người đã tỏ ra ngạc nhiên. Bạn bè mặc nó, bây giờ bố gặp được con là bố mừng lắm. Ôm đi về đi. Con, rồi ôi con ơi. Bố uống nước xong rồi bố lại bắt xe về cho kịp đi. Bố mẹ nào cũng thương con. Đây là bố em rất là quan tâm đến em nhỉ. Bố biết là xem chỗ ở của em, ăn ở thế nào. Thì đừng cứ vào đây là bố mình cũng phải ở ngoài đâu. Em đừng có sợ ngại là bạn bè. Ông buồn cười, em đã bảo là đừng gọi tên em ở nhà quê. Ra mới vừa nhìn thấy mặt cái. Bố xin lỗi con, bố quen mồm rồi. Không cần phải đi lên thăm, bố cứ gửi tiền lên là được rồi. Thế là cái tên gọi ở nhà, thì cái tên đấy nó không quan trọng. Còn tên giấy khai sinh của mình thì các bạn cũng gọi. Thế nhưng mà đây là cái tình cảm của bố. Đây là bố thương em lắm, nặng nỗi lên đây nhá. Đây đem quà, đây là cái tình thương. Có nghĩa là nhiều người cũng mong chỉ có thấy thôi mà không được đâu. Tết em không về, bố em quá lo cho em, bố em phải lên đây tìm em. Bây giờ em làm sao mà em lớn rồi nên làm sao để đừng cho bố mẹ đừng phải lo cho mình. Ở nhà chỉ để lo kiếm tiền để cho em nuôi em ăn học đã là quá là vất vả cụ thể. Nên làm sao em để cho bố mẹ lo cho mình quá thế. Nhiều khi chị năm nay 42 tuổi rồi còn muốn về cục đầu và lòng mẹ để cho mẹ con. Nhiều khi mẹ con cái chuyện mà thầm kín mình ở người ngoài mình không thể nào mà mình tâm sự được. Chỉ có mẹ mình mới tâm sự được. Bây giờ em khác với em người tự hào là bố mẹ em ở quê và đã nuôi em ăn học từ bây giờ. Thế nên em ăn học, em thành tài, em xây dựng được sự nghiệp của em. Người ta nhìn em với một người ta mới thể. Vâng, cảm ơn các anh chị đã rất nhiệt tình đưa ra ý kiến của mình. Đây có lẽ sẽ là một bài học đáng nhớ cho cô con gái đã dám chối bỏ gia cảnh và bệnh hiếu với cha của mình. Cách xa ra một tí mà bạn bè nó nhìn thấy nó lại cười sao. Cảm ơn các bác nhé. Thấy rất là đau lòng và thương người cha. Bạn trẻ bây giờ là hãy tự hào về bố mình, bố mẹ mình ở quê. Mình là người nhà quê và mình ra đây mình học hỏi và mình sống tồn tại, mình lập nghiệp ở trên thành phố. Chứ không phải là cái nền tảng mà bố mẹ mình đã để lại cho mình những cái gì nên mình mới được là người thành phố. Bố mẹ mình có nghèo khổ hay có nói đói rách hay kể có dở hơi cười chuồng ra ngoài đường, mình phải cầm cái tàu lá mình che lại cho bố mẹ mình. Đấy mới là con. Kể con cho mình làm con tướng ông tượng gì đấy không cần biết. Đấy thế mới là con. Chứ con bảo là nhìn thấy bố con mẹ nghèo khó mà bỏ đi thì không nên. Con bé này nó bảo là ra đánh cho con bé kia một trận. Con này sao là hỗn thế.